Hơn một năm qua, nhà anh Hoàng Văn Thụy, thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, ba lần bị kẻ gian đột nhập qua tường rào và dùng xăng đốt nhà và tài sản, gây thiệt hại trên 65 triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang cho gia đình và người dân nơi đây. Cần cơ quan công an huyện Tiên Lữ sớm điều tra nhằm tìm ra hung thủ gây hại. Theo đó, lần đầu tiên là bọc xăng vào túi ni lông và châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Lần hai, kẻ gian đột nhập qua tường rào vào và dùng xăng tưới vào hai xe máy, sau đó châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Lần thứ ba là ngày 25 tháng 3 vừa qua, đối tượng lại đột nhập vào nhà anh Thụy và tưới xăng vào cửa đốt. Hai xe máy Airblade và Segway cùng hai xe đạp và cửa nhà của gia đình anh Thụy bị cháy rụi trơ khung sắt, ước tính thiệt hại khoảng 65 triệu đồng. Cái bộ cửa kia cũng vào khung giờ là 1 giờ kém 5 phút là vào tận trong nhà rồi tẩm xăng dầu đốt. Đốt thì lúc bấy giờ cũng nghe tiếng nổ to quá, thế nên là em mới phát hiện được. Lúc nửa đêm là em dậy, hai vợ chồng tự dập tắt lấy, xong rồi hô hào anh em chị em ở trong nhà dậy. Còn thứ nhất là cũng mong cơ quan công an là làm sao mà tìm ra thủ phạm. Ba vụ việc này, gia đình anh Thụy đã tường trình với công an xã Thủ Sĩ, trong đó hai vụ mới đây gửi đơn trực tiếp đến công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Tiên Lữ triển khai điều tra, hy vọng hung thủ sớm bị đưa ra ánh sáng.